Em xin kính chào các bác nhé. Hôm nay xưởng đồ thờ bằng gỗ bên em xin giới thiệu cho các bác một bộ đồ thờ bằng gỗ Mita các bác. Đây là của anh khách đã đặt bên em theo những thứ mà anh đã yêu cầu. Và hôm nay em xin giới thiệu luôn đến cho các bác. Các bác nào mà thiện chí những đồ nào thì liên hệ cho em qua số điện thoại là 0988 023 312. Và sau đây em sẽ quay chi tiết cận cảnh cụ thể cho các bác xem. Đây ạ, ba cái đài, em xin ba cái thước, đường kính là 10 cm. Đài ở trong, bên trong thì em sẽ không sơn, hàng chất liệu gỗ Mita các bác nhé. Để các bác kiểm tra hàng thoải mái, hàng đẹp, nhẵn nhụi thì các bác yên tâm về chất lượng gỗ mít. Đấy, còn một cái, một đôi lọ hương. Đấy, đôi lọ hương K30, bên trong em khoan lỗ rất sâu. Đấy, các bác nào để cắm nhang, để né nhang nhé. Đấy, và một cái mâm bồng thì rộng 32. Đấy, mặt mâm liền, đế mâm em làm rất to này các bác nhá. Đế mâm của nó đấy. Còn đôi chân nến thì nó có hai loại, một loại là cao 48, một loại cao 42. Đây là bộ cao, đây là đôi chân nến cao 48. Đây ạ, khúc chia khúc em sẽ làm ba khúc như này nên là các bác yên tâm, các bác kiểm tra hàng thoải mái các bác về. Đây là một cái lư thì anh khách đặt là lư trơn. Lư nó có hai loại, lư đục và lư bình trơn. Lư đục thì là đục sóng long hai bên. Đây nữ sơn này em không đục để có bầu to hơn. Hai bên là hai tay mây, trên một con lân lắp như này anh các bạn. Trơn lắm, đồ để không nhắc lên là nặng, trơn rất trơn nhá. Bên trong em khoan lỗ rất sâu này. Đấy, các bạn yên tâm nhá. Đấy, nghe đã nắp thì mình xông xông trầm thì nó sẽ những cái khói trầm sẽ tỏa ra những cái đấy nhá, ba cái lỗ nhá. Ba lỗ này là ba lỗ, ba chữ là phúc lộc thọ. À, còn một cái em xin giới thiệu một cái giá hương. À, giá hương thì là em đã BU màu canh gián và mạ vàng, bên trong là cây tùng. À, còn đây là một cái khám. Cái khám này thì là em đục này, đục rất cầu kỳ và sắc nét, trên đục song long bên hai con phượng, dưới là đục rất đẹp, canh cửa đôi phượng chào vào nhau. À, đấy, ở dưới là hồ phù, nét đục rất đẹp, làm tất cả đều là gỗ mít, anh khách đã sơn BU màu gỗ nên em đã quay cho các bác. Đấy, có bác nào thiện chí liên hệ cho em qua số điện thoại là 0988 023 312. Em giao hàng toàn quốc, các bác yên tâm nhé, các bác nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái, ưng ý các bác mới nhận nên các bác yên tâm. Cảm ơn các bác đã xem hết video của em ạ.